Vâng, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Hiểu Điều Làm Đúng. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ với các bạn một cái tủ điều khiển của cái tờ hàng cho cái con động cơ là 3 pha 3.7 kW. Đây mình lắp về cho khách ở Hưng Yên, ở tỉnh Hưng Yên. Anh ấy là tên Trọng ở Hưng Yên. Cái tủ này yêu cầu của anh ấy là lắp 4 vị trí dừng. Lắp 4 vị trí dừng. Thì ở đây mình có cái màn hình của cái tủ. Cái ô ngoài nó gồm có đèn báo pha, ba cái đèn báo pha. Pha 1, pha 2, pha 3. Và đây là nút lên, nút dừng và nút xuống. Còn đây là đèn báo 4 tầng. Đèn báo tầng 1. Khi mà ở vị trí tầng 1 thì nó sẽ sáng tầng 1. Khi ở vị trí, thang hàng nó ở vị trí 2 nó sáng tầng 2. Thang hàng ở vị trí 3 nó sẽ sáng tầng 3. Và thang hàng ở vị trí 4 nó sẽ sáng tầng 4. Còn đây là nút chọn tầng. Nút chọn tầng. Đây là nút chọn tầng 1. Đây là nút chọn tầng 2. Đây là nút chọn tầng 3. Và đây là nút chọn tầng 4. Khi mà mình vận hành á, thì mình sẽ chọn tầng trước. Ví dụ như hiện giờ nó đang ở tầng 1, thì mình chọn tầng 2, mình bấm lên, rồi nó sẽ chạy lên tới tầng 2 nó dừng. Còn ví dụ như tầng 2 muốn lùi lại tầng 1 thì bấm chọn tầng 1, bấm xuống thì nó sẽ chạy lại tầng 1, nó sẽ dừng. Còn đây là năm công tắc hành trình tương ứng từ bên phải nè, qua nè, 1 nè, 2, 3, 4, 5. 4 tầng. Mà tại sao có năm công tắc hành trình? Là hành trình 1 là vị trí 1, hành trình 2 là vị trí 2, hành trình 3 là vị trí 3, hành trình 4 là ở vị trí 4, là tương ứng với tầng 4 đó. Còn cái hành trình 5 này là lắp ở trên đỉnh, trên tầng 4 để phá an toàn. Ví dụ như mà nó chạy lên mà nó đụng cái tầng 4, hành trình tầng 4 này nè, mà vô tình nó hành trình tầng 4 nó bị hỏng gì đi, thì nó sẽ chạy qua, nó lướt qua một cái, nó chạm hành trình tầng 5, nó ngưng cái mạch liền, không cho chạy lên hết các bạn, không cho cuốn thằng hàng lên. Đó là công dụng của hành trình 5 này là như vậy. Thì mình sẽ mở tủ ra coi bên trong nó có những gì ha. Đây là phần bên trong của tủ điện. Thì do cái tủ điện mình là cái tủ điện, để tôi giờ camera cận lại, tủ điện 3 pha ha, cho nên thì tôi lắp một cái con bảo vệ mắc pha để cho an toàn. Ví dụ như trường hợp mà điện lưới mà nó bị mắc pha thì nó sẽ không cho cái mạch mình hoạt động. Còn đây là 6 cái lại kiến. 6 gạch lưỡi kiến. Gạch lưỡi kiến 1, gạch lưỡi kiến 2, gạch lưỡi kiến 3, gạch lưỡi kiến 4, gạch lưỡi kiến 5 là gọi là gạch lưỡi kiến 6. Thì bốn cái gạch lưỡi kiến này, bốn gạch lưỡi kiến 1 2 3 4 thì nó để điều khiển bốn vị trí, còn 5 6. Còn 5 6 thì tôi mượn cái tiếp điểm đó, tôi mượn thêm cái tiếp điểm để tôi phá chéo. Ví dụ như mà cái thang hàng mình ở tầng 1, ở tầng 1 ha, thì nó không bao giờ cho chạy lùi. Đó là công dụng của gạch lưỡi kiến 5. Còn ví dụ ngân hàng mình đang ở tầng 4 thì cái gọi là kiến 6 này nó sẽ kích, nó không có cho chạy lên nữa. Đó là cái phá an toàn của mình. Đó, tôi lắp thêm cái phá an toàn đó cho nó an toàn thế này. Còn cái bên trong. Đây là nguồn ha. Tôi có ký hiệu cái domino 4 chân nè. Đỏ vàng xanh là 3 pha và dây trắng là dây mát. Thì từ domino này lên đầu CB và dưới CB này thì tôi đã đấu vào khởi động từ rồi, khởi động từ 3 pha rồi. Thì đầu dưới khởi động từ 3 pha thì đảo 2 trong 3 pha để đổi chiều quay. Còn đây là cái domino để quay cặn lại cái domino. Domino thì tôi sẽ dùng hai cái domino 12 chân là 24 chân tổng cộng. Tất cả là 24 chân. Thì anh ấy yêu cầu là điều khiển tôi lắp tủ chính, còn cái phần mà cái tủ mà từng tầng á, thì để cho anh lắp, cho nên tôi đã dây dây chờ sẵn cho anh, dây dây chờ sẵn hết để anh về anh đấu nối vào cái hộp điều khiển vị trí tầng 2, tầng 3, tầng 4 hay gì đó ha. Đây là các cái chân nè, chờ đi để quay cận camera lại cho dễ thấy. Đây cái này là cái sao, cái thường 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 sao cái nút dừng, sao thường đóng của cái chân một nè, sao thường đóng của nút dừng của cái tủ chính này. Thì sao thường đóng
của cái này thì mình lấy một chân này mình đấu qua trước thường đóng nút nút 2 ha. Trước thường đóng nút đỏ 2. Và đây là sau thường đóng nút đỏ 2 thì mình đấu về trước trước thường đóng nút đỏ 3. Và đây là chân 3 là trước thường đóng của nút đỏ 4. Và chân 4 là sau thường đóng của nút đỏ 4. Thì mình lấy cái chân này ra điều khiển. Lấy chân này ra điều khiển. Thì tôi đã đấu sẵn hết rồi. Thì anh giờ anh đấu nói thôi. Còn cái chân số 5, 6, 7, 8 là các nút chọn tầng. Các nút chọn tầng. Nút chọn tầng. Đây là chân chung. Chân số 4 là chân chung. Còn đây là sau thường. Sau nút nhấn xanh chọn tầng 1 nè. Sau cái nút nhấn xanh chọn tầng 1 là chân số 5. Chân số 6 là sau các nút nhấn xanh chọn tầng 2. Chân 7 là sau các nút xanh chọn tầng 3. Chân 8 là sau các nút xanh chọn tầng 4. Còn chân số 9 là chân số 9 là chân trước. Trước thường mở ha. Trước thường mở của nút thuận và nút nghịch. Đấy. Trước thường số 9 nha. Trước thường mở của nút thuận nghịch. Còn chân 10 là chân sau sau thường mở của nút nhấn lên. Sau thường mở nút nhấn lên là chân số 10. 11 là sau thường mở nút nhấn xuống. 12 là chân sự cố. Bóng đèn sự cố, báo sự cố ha. Đó. Còn chân 13 là chân chung của các công tác hành trình. Chân chung của các công tác hành trình. 14 là chân thường đóng của hành trình số 1. 15 là chân đèn báo của tầng 1. 16 là thường đóng của hành trình 2. 17 là chân đèn của hành trình 2, ý của tầng 2, chân đèn báo của tầng 2. Tương tự 18 là chân thường đóng của hành trình 3. 19 là đèn báo của hành trình của tầng 3. 20 là chân thường đóng của hành trình 4. 21 là đèn báo. 21 là đèn báo của hành trình 4 của cái tầng 4. 22 22 23 là chân cái thường đóng của cái hành trình số 5 này. Đó. Và chân cuối cùng 24 là chân mát. Ở đây tôi giới thiệu cái video này là mục đích là sẵn để tôi đọc cho cái anh ở anh về anh đấu nói cho nó dễ. Còn tôi chia sẻ với anh em chủ yếu là giới thiệu với anh em cái tủ điện này. Anh em nào có nhu cầu đặt cái tủ điện á, thì cứ liên hệ với kênh Hiểu Để Làm Đúng qua số điện thoại là 0918144049 ha. Bây giờ tôi sẽ test tủ cho anh em xem. Đây, bây giờ là cái tôi sẽ cái quá trình test tủ ha. Test tủ hoạt động cho anh em xem. Đây. Đây là 5 cái hành trình ha. Đấy, 1 2 3 4 5. Bây giờ tôi sẽ cấp nguồn. Cấp nguồn vào. Thì ở đây không có điện 3 pha thì tôi sẽ test cái bằng cái điện 1 pha. Khi tôi cấp nguồn vào, tôi đóng CV lên thì đèn báo nguồn nó sẽ sáng. Thì bây giờ tôi ví dụ như cái thang hàng mình nó đang ở tầng 4 đi. Đang tầng 4 nha anh em. Đây. Đấy, thì tầng 4 nó sáng lên. Thì lúc này tôi chọn tầng 3. Tôi chọn tầng 3. Đấy. Khi tôi chọn tầng 3 thì tôi bấm. Hiện giờ nó đang ở tầng 4 nha. Thì tôi bấm lên, thử gọi lên không? Không lên ha, nó không cho lên, nó không cho phép lên. Tại vì tầng 4 là cái tầng cuối cùng rồi. Thì mình chỉ có cách là bấm xuống thôi. Đây, chọn tầng 3, từ tầng 4 xuống tầng 3. Bấm xuống, đấy. Là khởi động từ xuống nó sẽ hút nha nè. Đây, khởi động từ xuống. Nó hút nè. Khi mà nó thoát, khi mà thoát ra tầng 4 thì đèn báo nó sẽ tắt liền. Đấy, nó tắt. Và nó chạy lại tầng 3 ha. Tới vị trí 3 nè. Đó, nó sẽ ngừng liền nha. Động cơ mình nó sẽ ngừng. Thì tương ứng khởi động từ bên trong nó nhả ra nha. Bên trong nó nhả ra. Đấy. Thì hiện giờ thang hàng mình đến đang tầng 3 thì đèn báo tầng 3 nó sẽ sáng lên, nó báo cho cái người mình nhìn vào mình biết là thang cái nhìn cái tủ biết là cái thang hàng nó đang ở tầng mấy. Nha. Còn bây giờ tôi muốn về tầng 2. Chọn tầng 2.
tôi bấm xuống thì nó chạy qua tầng 3 thì nó sẽ không còn hành đá hành trình nữa, cho nên đèn báo nó sẽ tắt. Và chạy lại tới tầng 2 nè, bắt đầu nó ngừng nè. Đó, anh em thấy không? Này nó ngừng. Phải từ tương tự nhả ra. À, đó. Và cuối cùng thì tôi sẽ chọn tầng 1 nè. Tầng 1. Và tôi bấm xuống. Để tầng 1 xuống. Thì nó ngừng. Nè, nó chạy nó tới tầng 1 rồi. Đấy, nó ngừng. Lúc này tôi chọn bất kỳ cách tầng. Bấm xuống nữa, không bao giờ bấm được. Tại vì tầng 1 là tầng cuối cùng rồi, đúng không? Mình đâu thể nào cho chạy xuống nữa, đường ray đâu mà chạy nữa. Đấy, thì bây giờ chỉ ví dụ như mình lỡ mình chọn 2-3 tầng lượt gì nè, các anh em muốn xóa cái lệnh này thì các bạn anh em bấm dừng ha. Bấm dừng cái là xóa lệnh ha. Đó, bấm dừng đó. Hiện giờ đang tầng 1, cho chạy tới tầng 4 luôn nè. Thì bấm lên. Đấy, bấm lên. Thì nó ngưng ra cái đèn tầng 1. Nó chạy lướt qua tầng 2 nè. Lướt qua tầng 2 đó. Nó không nè, tới tầng 2 nè, nó không ngừng ha. Nó chạy lên tới tầng 4 nó mới ngừng. Tại vì mình chọn tầng 4 mà. Đấy, tới tầng 4 ngừng. Đó, anh em thấy không? Rất là ok. Còn giờ tầng 4 tôi muốn về tầng 3, tầng 2 nè. Tôi bấm xuống. Đó, thì xuống. Thì xuống nó chạy, nó sẽ lướt qua tầng 3. Đấy, nó qua tầng 3 nè. Đá hành trình nó báo cái là tới tầng 1 nó ngừng. Đó, anh em thấy không? Tới tầng 2 ngừng nè. Xin lỗi, tới tầng 2 nha. Rất là ok anh em. Rất là chuẩn. Thì bây giờ hiện giờ ở, ví dụ như nó ở tầng 2. Tôi bấm lên tầng 4. Bấm lên nè. Thì nó sẽ lướt lại tầng 3 một cái. Đấy, báo rồi. Tới tầng 4 ngừng. Còn trường hợp đây test sự cố thử coi. Cái tủ nó ok chưa? Trường hợp nhảy đuôi test sự cố. Rồi là nhiệt thì quá dòng thì như thế nào? Thì đèn báo đỏ nó sẽ sáng lên. Và không hoạt động được. Và không hoạt động được. Reset lại. Ở đây 5 ngựa thì tôi sẽ chỉnh sẵn là 8 ampere luôn. 7.5 đi. Ok. Và xin thân ái chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo. Và nhớ đừng, nếu mà các bạn thấy video của mình hay thì nhớ đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình để kênh mình ngày một phát triển và mình có thể ra nhiều cái video hữu ích khác để anh em có thể theo dõi hơn nè. À, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các anh em trong các video clip tiếp theo.